Cô Biển xin chào quý cô chú anh chị ạ. Mấy ngày vừa rồi là tại vì Cô Biển bận đi làm cả nhà cho nên là không có rảnh để mà ra ngoài chỗ Vũ Tư Phương để quay và thu thập những cái thông tin ở quán của Vũ Tư Phương cho quý cô chú anh chị mình á. Dạ thì hôm nay đầu tuần em có đến đây để mà thăm cái quán của Vũ Tư Phương xem là ở đây buôn bán như thế nào. Dạ thì hiện tại bây giờ em đang ở đây là gần 8 giờ tối rồi cả nhà, 7 giờ 45 phút. Thì hiện tại bây giờ là em thấy quán của Vũ Tư Phương khách thì đến cũng nói chung là cũng không có đông lắm giống như mọi hôm trước. Tại vì bây giờ bàn này kia là sẽ xếp gọn lại cả nhà. Tại vì còn sớm cho nên bàn ghế là sẽ còn xếp gọn lại, chỉ có một phần dãy bên đây thôi. Khi nào mà về đêm tối tối một chút thì mới bày bàn ra nhiều. Tại vì đô thị á cả nhà. Đây cả nhà thấy ở bên kia đường là có xe đô thị mới hoành đi á. Thì tại vì ở đây là có đô thị, họ không có cho mình bày biện nhiều ở ngoài phía hè này đó, cho nên là không có được nhiều bàn ngồi đó. Hiện tại bây giờ là ấy đang cả nhà. Đây là em trai nhân viên của quán, rất là dễ thương. Hôm nay là mặc đồ đồng phục luôn ha. Đúng rồi chị. Dễ thương chưa? Mấy hôm nay buôn bán hơn sao em? Dạ ổn lắm chị, khách ra vô rất là đông. Và cũng như là mấy ngày trước thì tụi em có một cái đêm lô tô, mọi người rất là vui và trúng những cái phần quà như là dầu gỗ, dầu xả nè, hoặc là một phần cá viên và một ly trà máy cầu thì rất là vui. Chúng em sẽ cố gắng có thể tạo được cái điều kiện để có nhiều cái đêm chuyển nhiều cái đêm lô tô và đêm ca nhạc cho quý anh chị có thể đến đây vui chơi và xem chúng em ạ. Mà ở đây thường là em thấy cái đông nhất giờ cao điểm là tầm mấy giờ? Giờ cao điểm em nghĩ chắc là khoảng 7 giờ mấy bắt đầu là đông, đông từ từ nhất là bắt đầu đông. Giống như giờ này gần 8 giờ tối là sẽ đông từ từ đúng không? Gần 8 giờ tối là bắt đầu sẽ đông, rất là đông luôn ạ. Thường ở đây là hết khách là khoảng mấy giờ là mình hết khách? Hết khách thì khoảng 11 giờ mấy là mọi người đã về ra ra rồi. Còn nếu mà khách mà ngồi lâu nữa thì đến 12 giờ. Nhưng mà nói chung là chừng nào hết khách thì em mới về, chứ tụi em không có cái giờ đóng cửa cố định. Vậy á hả? Dạ. Quá đó cả nhà mình buổi chiều tối mà có rảnh đó thì bạn bè mình cứ đi ra ngoài Vũ Tư Phương ủng hộ Vũ Tư Phương. Và có mấy em phục vụ này rất là dễ thương rồi nè đó, như em trai này nè. Em tên gì dễ thương quá vậy? Minh ạ. Minh à, bé Minh nha cả nhà. Em xin bây giờ xin chuyển cảnh cho các chị bên bánh lăng nha. Bánh lăng đó hả? Đây là hai bạn xinh đẹp bán bánh lăng kế bên của Vũ Tư Phương luôn. Cái bánh của em là làm rất là chất lượng nhưng mà giá cả phải chăng, mọi người có thể dùng thử nha. Em cảm ơn này ạ. Bánh của em tên là Lăng A Du nha mọi người. Đây nè quý vị, thì cái bánh lăng của hai em gái là kế bên của Vũ Tư Phương luôn. Cũng mới mở ra được mấy ngày rồi đó quý cô chú anh chị. Sẽ là thêm cái menu ăn vặt cho cả nhà mình luôn. Cho nên mình mà đến ở Vũ Tư Phương mình muốn ăn thêm bánh lăng, uống nước hay gì đó, hoặc là cái vinh chiên, thì mình có thêm nhiều cái menu để mình lựa chọn nha quý cô chú anh chị. Bánh lăng ở đây là mình có những cái loại nào em hả? Dạ này mình có phô mai, lá dứa và là dừa chị. Phô mai, lá dứa và dừa nữa. Cái này là mức của những canh nao với sữa chua là chỉ có tổng cộng 6 loại mức. Đây là có 6 loại mức luôn.
nhìn cái tủ cái viên chiên của Vũ Phương nè cả nhà, nhìn full topping hấp dẫn luôn ha, rất là nhiều món đầy đủ luôn nè, nhìn là thấy thèm liền luôn. Em sẽ quay cận cảnh lại cái phần tương này để cho quý cô chú anh chị mình ai mà chưa có biết đến cá viên chiên của Vũ Thị Phương đó, thì mình biết được luôn nha. Hôm nay thì Vũ Thị Phương đi show rồi cả nhà, cho nên giờ này gần 8 giờ rồi mà chưa có thấy Vũ Thị Phương ra. Chắc là Vũ Thị Phương hả? À, không có đi show hả? Vậy là ra trễ hả em? À, Vũ Thị Phương đang ra nha cả nhà. Đi mấy người em? À, mua về. Tôi cầu thì chụp nhưng sao con tim đang cay nỗi nhớ trẻ bao lâu nay tôi vẫn tình vẫn thương vẫn yêu chẳng thấy máu đòi thay giờ thì người đối với tôi chẳng cần tôi đừng đau thương con tim sẽ tan nát bầu trời anh yêu anh như quá nhiều thật thương còn thương để rồi mất niềm đau một đời này chết trong mất nhảy đi bên đây đúng rồi. Bạn là bạn còn tôi không thể được là ba sĩ to ba sĩ cao bạn đi nói xấu là bạn không bằng tôi. Hey. Đó đúng rồi đó em, nhảy đi em ơi, nhảy khách kìa, nhảy xe đi anh ơi, đi đi nè, đỡ chết rồi. Tình yêu đâu ai tăng hàng mùa một ngàn năm người dạy mãi say bận ngọn ngò xin chết rồi thôi sâu bên trong tầm lệ gió xa tránh sao đừng tránh năm 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 nhớ anh nhiều đừng thấy sang trong nhau biết bao phát xa ơi ơi người ơi let's go. Hát con mẹ phục vụ cho quý cô chú anh chị mình tại quán nha. Hay lối đi để rồi em sẽ bên hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tình yêu không nói được mong mơ kia không giữ lâu thì ngày nay đi chung con cố quên sao không chào nhau. Hát vô em ơi, vẫn cứ chờ em thêm bóng lòng nhau. Tình đã lớn thì em như đàn vỡ tan. Mình em vẫn xin mắt thương đau, cầu mong sao em quên đi xin ban xưa. Lời yêu đó lúc chúng ta có quan gian nhiều. Tình yêu đó lúc chúng ta đôi cũng như cầu. Thì hãy xem người ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Oh, one more world. Đừng dỡ dàng quên, tên tao xót xa. Hỡi ơi, người ơi.
rồi gửi xe giùm em luôn anh xã ơi, đi đây chơi đi đây với em nè anh ơi, mua đi về 100 lộn xộn. Hey, 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 hey. 70 lộn xộn mới vô mà bây giờ đặt đinh lưng lên con xa từ từ tình yêu hay lối đi để rồi đây ông xã ơi. Nửa bài lắm anh. Chữa tội chay đẹp rồi đi ơi. Ba ông xã của con kìa. Nhảy đi con, nhảy với mẹ nè. Đã cướp đi người tình của tôi. Lòng hỏi tới con này Lòng ơi. Rồi bây giờ để trở lại sự xuất hiện của năm thanh lịch. Người đẹp Sikler Hoàng Long. Dạ thôi em cũng đã review sơ quán cá bún riêng của Vũ Thương Phương rồi. Mọi người một cái bản mát xốp được mang tên là khoai dấu cuộc tình của Nguyễn Thị Nha. Bây giờ em xin kết thúc clip ở đây nha. Hẹn mọi người vào những lúc sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.